Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay thì em sẽ làm một cái video tập 2 của cái hố đào, cái hố bể phốt này. Thì đây, cái hố bể phốt đây. Thì cái giới thiệu lại một chút này, cái hố bể phốt này nó có chiều ngang là 2m, mình sẽ đào ra 2m1, người ta sẽ làm là 2m. Đấy, cái chiều dài này là 2m6. Đấy, bây giờ mình đào ra 2m7, 2m8 rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm nốt cái phần dưới này mà vét sạch nha anh em nhá. Đấy. Ở video trước thì mình có quay một cái phân đoạn, đó là làm cái hố ở đằng cái là cái phần ở đằng trên miệng mới là cái góc này rồi. Thì cái hố này thì mình sẽ cái này thì mình sẽ làm hoàn thiện hoàn chỉnh luôn anh em nhé. Vừa làm mà mình sẽ vừa bấm vừa chỉnh các cái góc này cho nó đủ tiêu chuẩn với lại kích thước của cái móng mà mình đào luôn. Đây là xe của anh Sơn. Thì lúc nãy thì cái đất nó hơi ướt này, cái thùng này thì nó cong rồi, nó bị lõm rồi. Đây là nó bị dính đất. Đó. Về nhá. Do là cái về bên kia mình vét nó đã sạch một chút rồi ấy. Chính là cái bên này thì mình sẽ gọi là múc dần dần thôi để tránh tình trạng là nó bị lăn sang kia đến lúc mình lại phải vét tiếp. Chiều sâu thì bây giờ hiện tại mình đang đo nó ở cái góc kia nó là 2m9 rồi anh em nhé. À 1m9. Nhưng mà cái yêu cầu của người ta là 1m8. Đó thì là nó sâu hơn một chút. Thì sau này cái sân này nó sẽ gồm có cái nắp bể phốt và một cái lớp bê tông nữa. Nhưng mà chiều sâu của người ta yêu cầu là nó vẫn phải là khoảng đó. Đây, cái góc trong này là cái góc xó xử lý và vét sạch nhất. Cái góc bởi vì cái góc đó là mình không nhìn thấy. Bây giờ mình sẽ xử lý hết cái góc trên kia trước. Thôi bắt đầu là còn ở dưới thì mình sẽ ấy sau nhá. Ở dưới thì mình sẽ hoàn thiện khi mà đứng máy vào cái góc chuẩn. Đây. Đây bây giờ đến xử lý các cái mép ở phía góc này. Em bắt đầu thấy nó hình thành dần chưa? Đây, bây giờ thế là cái đoạn vét ở cái đầu góc trên này. Thì cái ấy này thì nó có nước. Nó có nước cho nên là mình sẽ phải nó sẽ làm mịn nó đi. Vào cái phía trong này cho nó vãn bớt cái này đi để mình xử lý cái góc bấm ở cái góc chỗ này xuống thì cho nó được vuông. Chỗ này là cái góc mình không xỉa được này, gọi là làm hết tối đa anh em nhá. Góc này là cái má gầu của mình là nó không vuông được. Đó. Đó.
thế là cái góc trong này. Đây mình cố mình vươn ra thế này để cho anh em nhìn thấy cái góc ở phía trong này. Đấy, hót cái đất đi xong là sẽ nhìn nó sẽ rõ hơn. Mình xử lý cái phần trong nó sẽ dễ hơn. Đấy, loanh quanh vẫn đầy một xe này. Dạ. Vào. Chưa, cháu chưa sửa đâu. Chú cứ vào kia ngồi đi. Góc trong này chưa sửa. Dạ. Vào. Yên tâm. Góc này nhá. Đây, nhìn thế này cho anh em thấy này. Nhưng mà cái này thì muốn nó không bị hàm ếch ấy, thì anh em cố gắng làm một cái răng cầu cho mình đây, đặt như thế này này. Nhưng mà cái này phải đứng xa hơn cơ. Cái này mình phải đứng xa hơn để cho cái răng cầu nó nhọn hơn. Nó nhọn hơn thì mình bấm mới được anh em nhá. Đây này, ví dụ như này nhá. Đây, bấm xuống này. Đó. Đấy, nó phải đứng gọi là cái răng cầu nó nhọn nhọn như này này. Đấy. Bây giờ mình sẽ vào đến cái mép trong này. Đó, cái này nhá. Vét chưa sạch thì cũng rất là khó để xử lý cái góc trong này anh em nhá. Ở dưới là mình cũng phải gọi là vãn bớt đất đi. Đấy, xong lại lên đây cho anh em nhìn này. Đó. Múc lên là bắt đầu là lát nữa mình mới cho mình mới xử lý tiếp cái phần ở phía trong. Bởi vì là cái mắt của mình, góc nhìn của mình là khác. Còn cái chiều ở dưới là nó sẽ khác. Như vậy là nhiều khi anh em là cứ chủ quan là cứ nghĩ là nó được rồi nhưng mà không phải mình chưa được đâu. Sang cái ô mép bên cạnh này. Thế như chả hàm ấy thì mình sẽ móc nó vừa thôi. Đây mình sẽ ngớn lên để cho anh em thấy nhá. Đây. Anh em thấy chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ vét thêm một ít nữa này. Đấy, tiện cái chỗ này nhìn thấy này. Đây, anh em nhìn này. Đó. Bây giờ mình sẽ bắn máy ra để xử lý cái ô bên này. Cái góc đó là được của anh em nhé. Còn lại một ít là để cho cái xe này nó đi đã. Xong rồi mình sẽ ở lại để mình sửa cái góc đó sau. Không vẫn phải ưu tiên về cái xe này trước. Để nó đi đổ là nó cũng đi mất một khoảng thời gian, nó cũng khá là lâu. Đó. Đây ngồi lên đây cho anh em dễ nhìn này. Thank you.
vài câu nữa là ok anh em nhé. Đây, tiếp được tiến lên cho anh em nhìn này. Đó, đấy nó chỉ còn vài một vài góc nữa thôi. Anh đang đi dọn đường rồi. Thêm một ít đây các bác nhá. Anh em cứ vét dần dần thôi. Cái tình trạng nó bị hàm ếch thì cứ dần dần là nó khắc ok. Hiện tại nhiệt độ của mình bật quạt vào thời gian này thì nó đang là 78 độ C này. Đang rất là mát mẻ. Đó. Đây anh em nhá. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ xử lý nốt cái những cái phần góc rịa kia đấy nhá. Cái này là nó bị hàm ếch này. Nó bị hàm ếch rất là nặng ở đây đấy. Đóng dần. Ấp đầy rồi. Cho này nữa luôn. Còn cái góc bên trong này nữa nhá. Bây giờ mình sẽ xuống mình ngó cho anh em này. Như cái này thì là sau này người ta sẽ xử lý bằng một chút bằng tay nữa nhé. Mình sẽ không thể vét sạch hết được cái góc những cái góc này đâu. Thì cái góc này thì là nó chỉ còn một tí thôi anh em nhìn thấy không? Nó chỉ có một tí này thôi đây. Những cái chỗ này nó có một tí, cái góc này nó hơi tối. Còn một ít thôi. Đây thì ok rồi đấy. Hơi thiếu một tí. Rồi, đi đi. Thôi mình xin kết thúc cái video đây các bác nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video sau đó. Đó để mình về mình đo lạc lại cái chỗ này xong mình sửa thôi. Ok, chào anh em nhá. Cái gì?